Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới của mình. Và nếu mà các bạn ai đã từng đọc hoặc xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chắc chắn biết tới Quan Công, hay còn gọi là Quan Vũ Vân Trường. Ông là một tướng giỏi góp công lớn vào việc lập Hán Thục phò Lưu Bị. Và hình ảnh bức tượng Quan Công gỗ cưỡi ngựa xích thố hoặc là cầm bảo đao thì được người xưa lưu truyền cho tới ngày nay, và chúng trở thành một trong những vật phẩm phong thủy và có ý nghĩa tinh thần to lớn. Và ở các video trước thì mình cũng đã có một lần giới thiệu cho các bạn bức tượng Quan Công cưỡi rồng cao 1m8 được làm từ gỗ hương cao cấp. Và chính vì thế thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 3 mẫu bức tượng Quan Công được làm từ gỗ hương siêu hot tại thời điểm tại của đồ gỗ nội thất Sơn Đông. Và trước màn ảnh quý vị chính là ba bức tượng Quan Công. Đầu tiên là bên phía tay trái thì các bạn có thể thấy được bức tượng Quan Công cầm bảo đao. Chiều cao của bức tượng này thì cao 60cm. Đó, tượng Quan Công bảo đao, cầm bảo đao. Đây, các bạn có thể xem qua. Rất vừa. Đó, thì theo như người xưa kể lại thì tượng Quan Công cầm bảo đao nó toát lên vẻ được thần thái của một vị tướng giỏi. Đó, đây các bạn có thể xem qua. Tượng Quan Công cầm bảo đao cao 60cm. Đó. Rồi. Đó, được làm từ gỗ hương. Nên các bạn có thể thấy được mặc dù là sản phẩm không phải là quá lớn, nhưng mà các cái chi tiết đục chạm cũng rất là đẹp, tinh xảo. Đấy. Đây, đặc biệt là cái thanh bảo đao này các bạn có thể rút ra rút vào luôn này. Đấy, các bạn có thể xem. Đấy, rút ra rút vào luôn. Đây, gỗ hương nguyên khối luôn đấy các bạn. Rồi, tiếp theo là ở bức tượng thứ hai, Quan Công cưỡi ngựa xích thố cầm bảo đao luôn. Cái này thì bức tượng này cao 70cm các bạn nhé, cũng làm được từ gỗ hương luôn. Đó. Nói chung là từng chi tiết đục chạm của bộ sản phẩm cũng rất là đẹp. Đây, bạn có thể xem kỹ qua, rất đẹp. Các điểm nhấn rất rõ ràng. Đó. Còn đây chính là bức tượng cao nhất trong bộ 3 sản phẩm mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Bức tượng này cao 80cm và cũng được làm từ gỗ hương nguyên khối luôn các bạn nhé. Đấy, cũng là tượng Quan Công cầm bảo đao. Đấy. Các chi tiết của sản phẩm rất rõ ràng, điểm nhấn rõ ràng. Đó. Đây, cái bảo đao này các bạn cũng có thể tháo rời được này. Tùy theo mình nghĩ thì cũng tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình. Người thích tượng Quan Công cưỡi ngựa, còn người thích cầm bảo đao, và kích thước của mỗi người nó cũng sẽ khác nhau. Người thích lớn, người thích bé, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đặt bức tượng Quan Công. Hiện tại thì nếu các bạn sử dụng tượng gỗ, như ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn, thì tượng gỗ Quan Công vốn là đã mang được sẵn ý nghĩa phong thủy. Gỗ là vật liệu mang âm khí, sự hiện hữu của một vật phong thủy mang âm khí sẽ giúp điều hòa khí huyết trong ngôi nhà, và âm dương hòa quyện lấy nhau tạo thành một khối sinh khí thống nhất, bảo vệ và che chở cho những người trong nhà. Đi may về lành, bước chân vào gia đình cũng luôn cảm thấy an toàn, tiêu diệt sát khí, mọi người hòa thuận. Thì đặt tượng Quan Công bằng gỗ thì các bạn nên đặt ở các vị trí cao, gần cửa ra vào sẽ phát huy vai trò bảo hộ. Thứ nhất là vị trí cao khiến ai bước vào nhà cũng vào phòng thì cũng phải ngước nhìn, thể hiện sự oai phong và tầm ảnh hưởng lớn của người chủ. Thứ hai, tượng được đặt trên cao là cách để ngài có thể quan sát xa hơn, rộng hơn, vì thế mà bảo vệ ngôi nhà tốt hơn. Đó, và trên đây chính là bộ 3 sản phẩm mà ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu. Và hiện tại thì bộ 3 sản phẩm này thì đồ gỗ nội thất Sơn Đông đang bán với các mức giá khác nhau. Đầu tiên là bức tượng Quan Công gỗ hương cao 60cm thì đang được đồ gỗ nội thất Sơn Đông bán là 4.900.000. Còn bức tượng ở giữa Quan Công cưỡi ngựa xích thố cao 70cm là 9 triệu. Còn bức tượng cuối cùng là bức tượng Quan Công được làm từ gỗ hương cao 80cm thì là 9.500.000 đồng. Và nếu các bạn cảm thấy quan tâm ba
Mẫu sản phẩm này thì các bạn có thể đến địa chỉ là 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bạn có thể liên hệ qua số hotline là 0356693355 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt là khi các bạn mua hàng tại Đồ Gỗ Nội Thất Sơn Đông, các bạn có nhiều chính sách ưu đãi, ví dụ như là bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn, miễn phí đổi hàng trong vòng 30 ngày, miễn phí vận chuyển tại các thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tiền Giang. Và video của mình ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hay, nhớ like, bấm kênh theo dõi giúp mình nhé để xem các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.